mẹ quạt để giữ khô nhà trong những ngày ẩm nồm. Muốn thoát khỏi tình trạng này thì cũng không phải khó, chỉ cần chúng ta tuân thủ đúng một vài nguyên tắc để giữ khô nhà là được. Thời tiết vào những ngày trời ẩm mưa phùn gây ra rất nhiều phiền toái và khó chịu, nhất là căn phòng bạn lúc nào cũng trong trạng thái ẩm ẩm, nền nhà thì trơn, đồ đạc nào động vào cũng có cảm giác ướt, bò bám đầy nước. Hãy làm ngay những việc sau để hạn chế tình trạng này. Số 1, hạn chế việc mở cửa ít nhất có thể. Nhiều người nghĩ rằng mở cửa sẽ làm cho nhà cửa thông thoáng, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Trong điều kiện thời tiết nồm thì căn nhà và đồ đạc của bạn chính là nơi dễ ngưng tụ nước nhất, nên càng mở cửa thì càng làm nhà ẩm nhiều hơn. Số 2, không phơi quần áo trong nhà. Mọi người thường có thói quen phơi quần áo trong nhà vào những ngày trời ẩm để quần áo nhanh khô hơn. Tuy nhiên, bạn có biết chính điều này lại khiến cho căn nhà của bạn trở nên ẩm ướt hơn. Thế nên, tốt nhất là phơi quần áo bên ngoài, nếu lâu khô hãy sử dụng máy sấy nhé. Số 3, hạn chế lau nhà bằng nước. Trong những ngày này, nếu muốn lau nhà thì tốt nhất bạn nên dùng khăn khô để lau nhé. Lau bằng khăn ướt sẽ khiến cho nhà thêm ẩm ướt, nhớt nháp, thậm chí còn bẩn hơn đó. Số 4, sử dụng một số biện pháp hút ẩm đơn giản. Đặt trong nhà bạn một chậu hang củi khô, vôi, báo cũ hoặc khăn khô sẽ giúp hạn chế bớt hơi nước. Tuy nhiên, các bạn nên đặt vào những nơi như góc nhà, gầm giường, tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Số 5, bật điều hòa ở chế độ khô. Đây chính là lúc bạn cần sử dụng chế độ khô của điều hòa. Cách này tuy hơi tốn kém một chút nhưng khá hiệu quả trong việc làm khô nhà đó. Số 6, nên rửa bát bằng nước nóng. Nước nóng ở mức độ vừa phải sẽ hạn chế tình trạng nấm mốc cho đồ đạc. Hơn nữa, nước nóng sẽ bốc hơi nhanh hơn, từ đó hạn chế tình trạng hơi ẩm trong nhà bạn. Trên đây là 6 mẹo quạt để giữ khô nhà trong những ngày trời ẩm nồm. Mình cùng tham khảo và áp dụng thôi nào. Chúc các bạn vui vẻ. Video này là hết rồi. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại ở các video sau. Mến chào tạm biệt.